Hơn 500 năm về trước, giặc Minh cậy thế đông tràn sang xâm lược nước ta. Nghĩa quân khắp nơi nghe theo lời kêu gọi của Lê Lợi, nổi lên giết giặc cứu nước. Trong số đó có một nghĩa quân còn rất trẻ tên là Nguyễn Xí, đã lập nên một chiến công to lớn bằng cách đánh giặc kỳ lạ của mình. Chuyện phim Trận Đánh Kỳ Lạ kể về trận đánh kỳ lạ đó của Nguyễn Xí. Thank you.
Thank you.